lên cao. Công việc nhiệm vụ của những người lính hải quân luôn được thực hiện một cách cẩn trọng, tỉ mỉ, đầy trách nhiệm. Hàng hóa, vật chất hậu cần được kiểm tra đầy đủ, kỹ lưỡng trước khi chuyển đến tay các cán bộ chiến sĩ. Quý vị và các bạn đang theo dõi Chiến sĩ 2020 và vòng chơi thứ hai dành cho các tân binh và các cán bộ chiến sĩ của kho 711, đó chính là Hiệp Đông. Thử thách trong phần Hiệp Đông này có hai thử thách. Một thử thách liên quan tới thể lực, đó là thi nội dung co tay lên xà. Thử thách tiếp theo đó chính là áo và lắp lăng cứu hỏa. Đúng là ba đội hình nói rất là cân tài cân sức. Mỗi đội sẽ phải bàn soạn và cử ra người xuất sắc nhất, có thể là các tân binh nhé, để thi nội dung co tay lên xà. Vâng, luật chơi của chúng ta đó là gì? Mỗi đội cử ra một thành viên đó phải lên xà 10 lần đúng chuẩn quân đội. Và sau đó thì ở lượt thứ 10 giữ xà, ai giữ được lâu nhất giành chiến thắng cho đội mình và ghi tên vào vòng tiếp theo. Vâng, bây giờ thì mời các đội. 3, 2, 1, bắt đầu! Lên xà! 1, thật là bất ngờ. Rồi, xin được chúc mừng đồng chí Tính của anh Đức. Vâng. Và ghi tên vào vòng tiếp theo. Nhiệm vụ hóa nghiệm xăng dầu, mỡ cũng là một trong những nhiệm vụ chủ chốt của các cán bộ chiến sĩ kho 711. Vì vậy, công tác huấn luyện phòng chống cháy nổ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tất cả cán bộ chiến sĩ đều thuần thục các phương án phòng chống cháy nổ của chúng tôi với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy. Bây giờ sẽ là thử thách về kỹ năng dành cho các tân binh của chúng ta. Tất nhiên rồi, các bạn sẽ không đơn độc bởi vì sát cánh bên các bạn là những đồng đội, các chiến sĩ của kho 711. Và thử thách ngày hôm nay có tên gọi là tháo lắp lăng cứu hỏa. Vâng, có 3 dây lăng cứu hỏa như ở đây. Mỗi bạn sẽ có nhiệm vụ là quấn cái lăng cứu hỏa này và sau đó đẩy được cái lăng cứu hỏa về phía đầu bên này. Và đến đó thì các chiến sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ là lắp nó vào. Đội nào thực hiện nhanh hơn thì sẽ là đội chiến thắng. Phần thi kỹ năng áo và lắp lăng cứu hỏa. 3, 2, 1, bắt đầu! Ủa? Thank you.
Đức cố lên. Anh Đức được giải ba rồi. Như vậy là một cuộc đua rất gay cấn giữa Sam và Mizu đã kết thúc. Và chúng ta sẽ có một giám khảo chuyên môn, đó là Thượng tá Nguyễn Đình Nam, chủ nhiệm kho 711, sẽ giúp chúng tôi quan sát xem là đội nào đã hoàn thành nhiệm vụ một cách đúng về chuyên môn kỹ thuật hơn ạ. Xin lỗi đội của anh Đức nhá, cho tôi xin không được chấm cái đội của đồng chí. Dạ. Thế còn đội của Sam và Mizu thì đội của Sam, các đồng chí là giải dây nó thẳng hàng. Thứ hai là cái động tác cầm quân lăng và lắp quân lăng của các đồng chí kỹ thuật thì tốt hơn một chút. Đội của Sam thì tốt hơn. Đấy thì nhất đội của Sam. Yeah. Và bây giờ thì xin được chúc mừng Sam và người đồng đội của mình, đồng chí Hải Quang. Yeah. Xin được chúc mừng, và như vậy chúng ta đã xác định được hai cặp đôi bước vào vòng thi thứ ba. Còn Mizu, ở cuộc chơi ngày hôm nay bạn sẽ cùng với những người đồng đội còn lại ở vị trí trung tâm để bình luận và cổ vũ nhá. Xin được chúc mừng. Là nghệ thuật và quân sự. Chương trình sẽ đưa ra một từ khóa theo nội dung gói câu hỏi đã chọn. Đội chơi sẽ phải cử ra một người diễn tả bằng hành động và người còn lại phải đoán chính xác từ khóa đó trong vòng 60 giây. Trong phần chơi tác chiến, chúng ta sẽ có các gói câu hỏi và đội nào được lựa chọn gói câu hỏi trước thì sẽ được định đoạt qua mini game chúng tôi gọi là đá cầu qua phao. Và đấy, mỗi đội thì sẽ có 3 lượt, tức là 3 quả cầu để có thể ghi điểm. Đội nào nhiều điểm hơn thì sẽ là đội chiến thắng. 3, 2, 1, 3 lượt đá cầu bắt đầu. 1 1 điểm đầu tiên. 2 Hít thở, hít thở. Rồi. Rất tiếc, đóng độc cột. Mình vẫn còn cơ hội. Không thể hiện, nhưng mà anh mà đã này là ra cá luôn. Quá tuyệt vời. Và như vậy là anh Đức đã giành chiến thắng ở mini game này, và bạn cùng với đồng đội của mình sẽ là những người được lựa chọn gói câu hỏi. Và xin mời các đội về vị trí. Câu đầu tiên trong gói quân sự, tôi sẽ cho bạn xem từ khóa 60 giây. Mũ. 5 từ khi chào điều lệnh của ông đội. À, cái mũ. Mũ đúng không? Mũ là từ thứ nhất. Rồi, tiếp tục. Mũ gì? Mũ để làm gì? Đội xin chào. Mũ KB. Của ai? Của ai? Mũ KB Hải quân. Chưa chính xác. 5 từ, 5 từ. Cố lên, cố lên. Mũ rồi, còn có 17 giây thôi, cố lên. Mũ vải Hải quân. Gần đúng. Gần đúng. Thiếu hai, sai hai từ, sai hai từ. Cố lên. Mũ vải quân nhu. Mũ và Hải quân đúng rồi, còn thiếu hai từ. Mũ bộ đội hải quân. Và bây giờ các bạn sẽ được quan sát chiếc mũ đó. Thế bây giờ gói câu hỏi đáp án từ khóa của chúng ta là 60 giây bắt đầu. À, đây là một bài hát, một bài hát về thuộc không thì hát luôn đi, chúng ta sẽ đoán được. Được hát hả? Được, 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 được. Ai đã từng đi qua sông cứu Long Giang, sông cứu Long Giang, sông chờ nước xoay. Ai đã từng, ai đã từng. Chuẩn, 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 chuẩn. Rồi, 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 đoán đi, tên bài hát là gì? Bài gì, bài gì? Hành quân. Không phải. Ai đã từng đi qua sông cứu Long Giang, cứu Long Giang. À, một nhóm. Một nhóm có 10 người. Đơn vị, đơn vị anh, một đơn vị. À, một đơn vị, một đơn vị, không phải. Không phải. Trên đại đội. Đơn vị trên đại đội. Có 3 con số. Và có 3 con số đằng sau. Có 3 con đây, số mà. Nè, 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 nhìn nè. Số mấy đây? Và. Số mấy đây? Và. Và. Số mấy đây? Hết rồi.
bây giờ đồng chí nhớ ra tên bài hát này chưa? Tiểu đoàn. Tiểu đoàn 307. Rất đáng tiếc, nhưng mà tôi thấy là thực sự anh Đức hôm nay rất là cố gắng. Đấy, và có thể các bạn chưa may mắn một chút. Đấy, bây giờ là đến đội của Sam nhá. Bây giờ các bạn sẽ đến với câu hỏi đầu tiên về quân sự. Diễn tả hình thể đồ lên anh ơi. Cái nhiệm vụ này có 4 từ. 4 từ. Muốn nói ta vừa làm. Cái gì? Mình vừa làm quá trời cái. Cái gì từ? Dập. Dập chấp lửa. Nói đúng kỹ thuật. Công an gì đây? Từ. Cứu hỏa. Không đúng. Chưa chính xác. Bốn từ. Là nhiệm vụ quan trọng thường được thực hiện tại phân kho xăng dầu của kho 711. Quả bom nó sao? Cái gì anh? Quả bom lúc nó bung lên thì sao? Cái gì quả bom nó? Quả bom lúc nó bung lên. Nó thế quan cái này là gì? Cháy. Rồi. Mình. Cái gì nãy phòng cháy chữa cháy? Không đúng. Cái này mới lại nổ đó. Cháy nổ đúng rồi. Nổ đúng rồi. Nhanh. Phòng chống cháy nổ. Phòng chống cháy nổ á, đúng là đáp án chính xác. Bây giờ đến câu hỏi nghệ thuật, chúng ta có thay đổi vị trí chiến đấu không hay các đồng chí vẫn sắp đặt trận địa như này ạ? Thay đổi ạ. Ba từ ạ. Ba từ. Từ đầu tiên. Khi mà cái gì đó nó tỏa ra thì chúng ta nghe được cái gì? Nghe cái gì? Thơm. Không. Nó vừa có thơm vừa có không thơm nữa thì cái đó gọi chung là gì? Hít. Mình nghe cái gì? Mình thường nói là nghe. Ngửi. Không, nghe cái gì? Thơm nè, rồi không thơm nè, rồi hôi nè, chúng ta gọi chung nó là gì? Khó chịu. Không phải. Nghe cái gì? Tên một đồng âm với một lời đâu? Đồng âm với một lời đâu? Ngửi thấy cái gì? Ngửi thấy gì? Ngửi thấy mùi thơm. Mùi. Rồi. Cái từ tiếp theo là cái màu xanh xanh nó hay mọc dưới đất lên vậy nè. Màu xanh xanh nhỏ. Đồng Rau mùi. Không phải. Cái xanh xanh đây là một cái loại thực vật. Nó mọc mặt quăng đây nè. Đây nè, cái này kêu bằng cái gì? Tức quá. Nó mọc nhiều thì người ta bị cắt lên đi. Ăn ở đúng không? Người ta kêu cắt cái gì? Cắt gì? Cắt quả. Hết giờ. Tức quá mà. Trời ơi. Mùi còn cháy. Tên một bộ phim rất nổi tiếng của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười ạ, thuộc thể loại phim tâm lý xã hội Việt Nam thời chiến tranh. Kịch bản phim thì dựa trên cuốn nhật ký rất nổi tiếng có tên là Nhật ký mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Bối cảnh phim thì là sự kiện mùa hè đỏ lửa năm 1972 ở trận địa thành cổ Quảng Trị, và nhân vật chính là 4 sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được lệnh tổng động viên lên đường nhập ngũ, cấp tốc huấn luyện và ra chiến trường. Bộ phim được kể lại theo ký ức của Hoàng, người may mắn duy nhất còn sống sót trở về ạ. Xin cảm ơn Sam, mời bạn về với đồng đội của mình. Tôi về đơn vị đến hôm nay là được 22 năm. Sau khi huấn luyện tân binh thì tôi trở về đơn vị làm vệ binh. Sau 2 năm thì đơn vị cho đi học và về công tác tại đội xe vận tải cho đến nay. Sau khi ở đơn vị được 8 năm thì tôi gặp vợ tôi. Tôi về với đơn vị là bắt đầu từ tháng 2 năm 2005. Thời gian đầu mới về nhận nhiệm vụ tại đơn vị, tôi là nhân viên nấu ăn. Và đến tháng 9 năm 2016 thì tôi nhận quyết định làm bếp trưởng, bếp ăn của kho 711. Lần đầu tiên gặp đồng chí Trạm ấy, thì đồng chí để lại ấn tượng trong tôi. Đó là đồng chí là một người rất là gầy, hiền lành, thật thà, thẳng thắn. Và đặc biệt đồng chí là cùng quê với tôi. Có cái gì đó nó rất là ấn tượng.
dần dần có cái tình cảm với đồng chí và đã xây dựng gia đình đến ngày hôm nay. Lúc mới lập gia đình, điều kiện kinh tế nó cũng khó khăn. Hai vợ chồng thì xa gia đình, đi ở trọ mà mưa gió hay bị ngập lụt. Khi đấy là hai vợ chồng là thức suốt đêm để trông nom con. Sự cố gắng của hai vợ chồng cũng như là sự giúp đỡ của hai bên gia đình và người thân, Đảng ủy chỉ huy các cấp, cơ quan đơn vị đã tạo điều kiện cho vợ chồng một suất hỗ trợ nhà đồng đội, một gói là 70 triệu đồng. Mặc dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng tình yêu của họ cũng có những giây phút thú vị. Lương hàng tháng là không phải lấy và các cái tiền thưởng là mình cũng không được sử dụng. Hàng tháng có nghĩa là thu nhập của chồng được bao nhiêu là biết và thời gian giờ rách đi đâu là mình được nắm rõ hết. Với nhiều gia đình, chuyện kiểm soát tài chính đôi khi tạo ra nhiều áp lực. Nhưng với hai vợ chồng, điều đó đơn giản chỉ là cách quan tâm, sự chia sẻ để hướng đến một tương lai tốt đẹp. Hãy dành cho câu chuyện tình cảm vợ chồng của những người đồng chí đồng đội một tràng pháo tay ạ. Giờ trước khi chúng ta đến với thử thách dành cho hai đội chơi, đó chính là những chi tiết, những dữ kiện đã xuất hiện trong phóng sự các bạn vừa xem, thì xin hỏi anh Đức là sau này mà đồng chí Đức lấy vợ thì có xác định là lương là chuyển hết 100% cho vợ không? Câu này quan trọng lắm nha anh Đức nha. Cái vấn đề đó thì bây giờ mình tính trước đến cái ngày đó vợ mình quyết, chứ mình không được quyết bây giờ đâu ạ. Rồi. Vợ quyết bây giờ có tính thì cũng vậy thôi. Nhưng mà thâm tâm của đồng chí ấy thì có muốn là trở thành một người đàn ông mà giống như đồng chí Chạm trong phóng sự vừa rồi không? Tại vì thực sự ra nếu mà đàn ông như đồng chí Chạm ở trong đơn vị nhiều hơn á thì không cần thủ tiền trong túi đâu. Nhưng mà kiểu như anh Đức đi ra ngoài công việc thì đôi khi chắc cũng phải có một cái ít gì trong túi. Tức là công ty đen đó hả? Không không, cái đó là để mình đi phòng thân rồi xăng rồi có ăn uống rồi cà phê, cái đó là phải có chút. Đó. Chứ có ai mà sướng như đồng chí Chạm đúng không? Đói thì đúng đã rồi. Đồng chí Sa nấu cho ăn rồi. Vấn đề là đồng chí Chạm đi đâu làm gì thì cả đơn vị đều biết, cho nên là cũng không có việc gì mà phải cần tiền đi đâu cả, đúng không? Sao thì sao? Bạn cảm nhận như thế nào về câu chuyện tình đồng chí đồng đội và trong cả một cái tình yêu giữa hai vợ chồng trải qua năm tháng như thế? Dạ thật sự thì khi mà nghe cái phóng sự vừa rồi thì phải nói là đầu tiên em suy nghĩ đây là một cái tình yêu quá đẹp đi. Tại vì ở giữa một cái cuộc sống mà bây giờ phải nói nó bộn bề, nó lo toan và nó đi nhanh đến như vậy thì một cái mối tình đẹp như vậy phải nói là rất là hiếm có. Và em suy nghĩ tới một cái chuyện là mà gọi là mình lấy một cái người mà làm chung công ty hay là kiểu là làm chung cơ quan với mình như vậy là lợi lắm nha. Đi đâu là cũng biết hết, kiểm soát hết anh à, không có trốn đường nào được. Mà gọi là tiền á thì là bao nhiêu về mình cũng biết hết. Cái chiêu này là em phải học anh Trạm, em phải học chị nhà của anh Trạm. Mà cái này là không phải chỉ có vợ hoặc là chồng có trách nhiệm vun đắp tổ ấm đâu, mà bản thân lãnh đạo thủ trưởng của đơn vị là cũng có trách nhiệm gìn giữ chung với tổ ấm hạnh phúc của cấp dưới của mình. Thực ra lãnh đạo khuyên bảo mãi rồi không được nên vun vào thôi. Một chuyên gia rất vui về một câu chuyện tình yêu rất là dễ thương trong phóng sự vừa rồi. Và bây giờ thì sẽ là nhiệm vụ chính của các bạn. Câu hỏi đầu tiên, hãy cho chúng tôi biết món rau mà đồng chí Sa chế biến cho các đồng đội của mình trong phóng sự là rau gì? A. Rau muống và rau cải. B. Rau lang và rau ngót. C. Bắp cải và bí xanh. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. A là đáp án của cả hai đội. Tôi về với đơn vị là bắt đầu từ tháng 2 năm 2005. Thời gian đầu mới về nhận nhiệm vụ tại đơn vị thì tôi là nhân viên nấu ăn. Và đến tháng 9 năm 2016 thì tôi nhận quyết định làm bếp trưởng bếp ăn của kho 71. Và đó là đáp án chính xác, rau muống và rau cải. Bây giờ câu thứ hai. Thượng úy Nguyễn Hữu Trạm, chồng của đại úy Đặng Thị Sa, công tác tại bộ phận nào của kho 711? A. Đội xe tác chiến. B. Đội xe vận tải. Và C. Đội xe hậu cần. 5, 4, 3, 2, 1. Đáp án. Trả lời. Tôi về đơn vị đến hôm nay là được 22 năm. Sau khi huấn luyện tân binh thì tôi trở về đơn vị làm vệ binh. Sau 2 năm thì đơn vị cho đi học và về công tác tại đội xe vận tải cho đến nay. B cũng là đáp án của cả hai đội. Đây là đáp án
Chính xác, xin chúc mừng. Câu hỏi cuối cùng mang tính chất quyết định, trị giá 2 điểm. Các bạn cố lên nhé. Vợ chồng đại úy Đặng Thị Sa được đơn vị trao tặng gói hỗ trợ nhà đồng đội trị giá bao nhiêu tiền? A 50 triệu đồng, B 60 triệu đồng, C 70 triệu đồng. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Sự cố gắng của hai vợ chồng cũng như là sự giúp đỡ của hai bên gia đình và người thân, Đảng ủy chỉ huy các cấp, cơ quan đơn vị đã tạo điều kiện cho vợ chồng một suất hỗ trợ nhà đồng đội của gói là 70 triệu đồng. Cái này thì là một dữ kiện đã được chính đồng chí Sa chia tâm sẻ sự. Đúng không? Tâm sự thời buổi khó khăn lúc đó thì còn phải lo rất nhiều thứ thì đã được hỗ trợ xây một căn nhà, và đó cũng là mái ấm của hai vợ chồng cùng các con với số tiền là 70 triệu đồng. Xin chúc mừng. Và như vậy cả hai đội đều đã trả lời chính xác. Kết quả chung cuộc, đội của tân binh Sam chiến thắng với tỷ số là 5-4. Xin chúc mừng.